Như vậy là hiệp 1 đã bắt đầu. Các cầu thủ Hoàng Gia Lai là những người ra bóng trước. Rất tiếc cho tiền vệ xứ Nghệ. Văn Thành pha chuyền bóng rất tốt. Martin. Trọng tài đã thổi phạt Ngô Tùng Quốc. Như vậy là tình huống phạm lỗi diễn ra ngay sát vòng cấm địa của Thành phố Hồ Chí Minh. Đường chuyền bóng rất đẳng cấp của Vũ Văn Thành cho Felipe Martin. Một cự ly xuất phạt rất thích hợp. Minh Vương không được, bóng đi đúng cột dọc. Rất tiếc cho Minh Vương của Anh Gia Lai. Một pha xuất phạt kỹ thuật của Minh Vương, bóng đi không quá nhanh nhưng rất hiểm. May mắn vẫn không mỉm cười với Minh Vương. Minh Vương rất chính xác. Văn Toàn, Lê Văn Sơn chưa vào trong, không được. Tăng Tiến là người đã cản phá thành công trong tình huống vừa rồi. Hồng Duy và Hoàng Thịnh. Văn Thành rất thoáng. Văn Sơn. Văn Toàn đánh đầu. Bóng đi vẫn hơi cao so với khung thành của thủ môn Thanh Diệp. Người đã đánh đầu đó là Minh Vương. Không ai kèm Minh Vương cả, nhưng anh đã có một cú đánh đầu không chính xác. Rất tiếc cho Minh Vương. Trước đó trong cú sút phạt thì Minh Vương đã đưa bóng đi đúng cột dọc. Và vừa rồi thì cú đánh đầu của Minh Vương trong tư thế không ai kèm lại không chính xác. Minh Vương là một cầu thủ nhỏ con, nhưng khả năng chọn vị trí và khả năng đánh đầu của anh là không hề tồi một chút nào. Hoàng Thịnh rất tốt. Phi Sơn sút xa, không được. Một pha solo rất đẹp hay của Trần Phi Sơn, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Phi Sơn lại không thành công. Những pha xử lý bóng rất kỹ thuật của Phi Sơn. Kim Mung Jin đã bị vượt qua. Và ngay sau đó là một cú dứt điểm ở khoảng cách gần 30m. Được sút rất tốt nhưng lại thiếu đi sự chính xác. Không quý vị, Minh Vương. Không thành công, rất tiếc. Như vậy là trên sân Thanh Hóa thì Bruno đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Viettel. Felipe Martin tốc độ dứt điểm, không chiến thắng được thủ môn Thanh Diệp. Một tình huống xoát xuống rất nhanh của Felipe Martin. Bóng chạm vào chân của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh trước khi tới chân của Martin. Tiền đạo này mở tốc độ và đưa ra một tình huống dứt điểm bằng chân trái. Rất hay. Hoàn thành. Công hiến. Hoàng Thiên lắc người dứt điểm, không vào. Pha xử lý sở trường của Hoàng Thiên, nhưng cú sút của anh vẫn chưa đủ hiểm móc để gục được thủ môn Lê Văn Trường trong tình huống vừa rồi. Thoát qua được sự truy quản của Minh Vương, ngay lập tức là cú đá bằng chân trái rất mạnh. Sana Khánh Hòa trên sân nhà Pleiku. Trong khi đó Thanh Hóa sẽ phải làm khách trước BKM Bình Dương. Một đội bóng không còn mục tiêu. Văn Thành phạm đền cho Hoàng Gia Lai. Hữu Tuấn đã phạm lỗi với Văn Thành trong vòng cấm địa. Sau khi gây ra được một loạt những cơ hội nguy hiểm thì lúc này thì Thành phố Hồ Chí Minh đã đứng trước nguy cơ bị thủng lưới.
Pha phạm lỗi có phần hơi non của Hữu Tuấn. Anh vẫn kịp thời gian để tiếp tục đeo bám Văn Thành nhưng đã đưa ra quyết định chơi bóng. Và đó là một tình huống thử vào đền chính xác của trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Hồng Duy và Thanh Diệp. Nguyễn Phong Hồng Duy rất chính xác. Tỷ số được mở cho Hoàng Gia Lai ở phút thứ 62. Niềm vui của những cổ động viên trên sân Thống Nhất sau khi chứng kiến pha ghi bàn của Nguyễn Phong Hồng Duy từ chấm đá penalty. Cú đá của Hồng Duy là vô cùng hiểm hóc và chính xác, đánh lừa được thủ môn Thanh Diệp. Mọi việc đang diễn ra hết sức thuận lợi với Hoàng Gia Lai. Hoàng Thịnh khá nguy hiểm, Phi Sơn không được. Có vẻ như có một tình huống phạt đền dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau pha phạm lỗi vừa rồi của Nguyễn Phong Hồng Duy. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cú sút xa rất tốt của Hoàng Thịnh và rõ ràng là Hồng Duy đã có pha phạm lỗi với Phi Sơn. Một quả phạt đền dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì một cầu thủ thuận chân trái đã thực hiện thành công. Giờ sẽ là Phi Sơn, một cầu thủ thuận chân phải. Phi Sơn sẽ đối đầu với thủ môn Lê Văn Trường. Phi Sơn không lấy đà nhiều. Phi Sơn rất chính xác và mẫu đều cho Thành phố Hồ Chí Minh. Là thắng đầu tiên của Phi Sơn ở mùa giải này, trong trận đấu thứ hai mà anh thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngô Tùng Quốc, Phi Sơn, Tùng Quốc không được. Bóng đã lăn qua giữa hai chân của thủ môn Lê Văn Trường nhưng đã không có một cầu thủ áo đỏ nào băng vào dứt điểm bồi. Một pha phối hợp rất nhịp nhàng của Phi Sơn cũng như là Ngô Tùng Quốc. Kim Bông Jin. Văn Toàn không biệt vị. Thêm một quả đá phạt đền nữa dành cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Người phạm lỗi vẫn là Hữu Tuấn. Hai người đồng đội tại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trước đó thì Hữu Tuấn phạm lỗi với Vũ Văn Thành và lần này là Văn Toàn. Và điểm chung là dẫn tới những tình huống đá phạt đền dành cho đội khách. Đây là cơ hội để Hoàng Gia Lai nâng tỷ số lên 2-1. Người thực hiện sẽ là Vũ Văn Thành. Vũ Văn Thành 2-1 cho Hoàng Gia Lai. Thanh Diệp đã chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản bàn thua. Vẫn là góc sút mà Hồng Duy đã thực hiện ở phút thứ 62. Lần này thì Thanh Diệp đã phán đoán được hướng sút bóng của Vũ Văn Thành. Nhưng cú sút ở góc độ này quá hiểm hóc và Thanh Diệp vẫn phải chịu thua. Một kết quả rất khả quan cho Hoàng Gia Lai. Phi Sơn. Pha đá bóng bằng má ngoài chân phải rất kỹ thuật của Phi Sơn. Ngọc Quang. Quá rồi. Văn Toàn. Văn Toàn. Tốc độ của Văn Toàn. Không được. Văn Toàn. Thủ môn Thanh Diệp đã chơi bóng rất chính xác trong tình huống cản phá vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha bứt tốc của Văn Toàn. Người đã
băng về để gây sức ép với Văn Toàn, đó là Út Cường. Đã có một tình huống tiểu xảo với Văn Toàn và Thanh Diệp cũng băng ra rất nhanh để liên tục cản phá hai pha dứt điểm của Văn Toàn. Ngô Tùng Quốc, những giây cuối cùng. Đến lúc này, trọng tài Hoàng Công Hà đã nổi còi kết thúc trận đấu trên sân Thống Nhất. Hoàng Gia Lai giành chiến thắng với tỷ số 2-1 sau những pha lập công trên chấm đá penalty của Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thành. Trung vệ Hữu Tuấn là cầu thủ đã phạm lỗi với các cầu thủ bên phía Hoàng Gia Lai, dẫn tới hai pha đá phạt đền dành cho đội khách. Trong khi đó thì bàn thắng duy nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được ghi do công của Trần Duy Sơn. Đó là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ quê xứ Nghệ. Và với chiến thắng này thì Hoàng Gia Lai đã có được 32 điểm. Và đó trụ hạng thành công sớm một vòng đấu. Lúc này thì vị trí hiện tại của Hoàng Gia Lai là vị trí thứ 10.